Chào các em, hôm trước ta đã học về ánh sáng, sự truyền ánh sáng. Ta sẽ ôn lại các kiến thức đã học trước khi đi vào bài mới. Một nhỏ tia sáng, người ta quy ước biểu diễn tia sáng trong môi trường trong suốt và đồng tính bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng. 2. Định luật truyền thẳng của ánh sáng. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Ở đây lấy ví dụ cho các em là môi trường nước. Ta học sang hai chủ đề tiếp theo, chủ đề 3 và 4. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng. Phần 1 lớn, bóng tối, bóng nửa tối. Các em quan sát thí nghiệm sau. Cô dùng bóng đèn chiếu sáng một tấm bìa. Phía sau tấm bìa có đặt một màn hứng. Các em quan sát bóng của tấm bìa hiện lên trên màn hứng, sẽ thấy có 3 vùng với độ sáng khác nhau. Thứ nhất, vùng nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới, ta gọi đó là vùng sáng, chính là vùng màu trắng trên hình. Thứ hai, vùng không nhận được ánh sáng từ đèn truyền tới, gọi là bóng tối, chính là cái vùng màu đen phía sau tấm bìa. Thứ ba, là vùng sáng mờ, nằm giữa vùng sáng và bóng tối, ta gọi là bóng nửa tối. Vùng này chỉ nhận được một phần ánh sáng từ đèn truyền tới. Ở đây, các em cần chú ý hơn về bóng tối và bóng nửa tối. Ta có định nghĩa tổng quát về bóng tối và bóng nửa tối như sau. Vùng phía sau vật cản không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới, gọi là bóng tối. Vùng phía sau vật cản nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới, gọi là bóng nửa tối. Dựa vào kiến thức về bóng tối và bóng nửa tối, ta sẽ đi giải thích hai hiện tượng tự nhiên thú vị là nhật thực và nguyệt thực. Ta sang phần 2 lớn, nhật thực, nguyệt thực. Các em quan sát đoạn video sau đây. Trong thực tế, mặt trăng quay xung quanh trái đất và trái đất quay xung quanh mặt trời. Trong quá trình chuyển động của mặt trời, trái đất và mặt trăng sẽ có lúc chúng cùng nằm trên một đường thẳng. Ta xét trường hợp mặt trăng xen vào giữa trái đất và mặt trời như hình vẽ. Khi đó, dưới ánh nắng mặt trời, mặt trăng sẽ tạo ra những khoảng bóng tối và bóng nửa tối trên trái đất. Nếu đang đứng trong vùng bóng tối, em sẽ không nhìn thấy mặt trời, vì mặt trời lúc đó bị mặt trăng che khuất hoàn toàn. Điều này có nghĩa là em sẽ nhìn thấy hiện tượng nhật thực toàn phần. Còn nếu đang ở trong vùng bóng nửa tối, em sẽ nhìn thấy mặt trời bị mặt trăng che khuất một phần. Có nghĩa là em sẽ nhìn thấy hiện tượng nhật thực một phần. Vậy tóm lại, hiện tượng nhật thực là hiện tượng mặt trời ban ngày bị mặt trăng che khuất một phần hoặc gần như hoàn toàn. Hiện tượng thứ hai là nguyệt thực, xảy ra khi mặt trăng, mặt trời, trái đất cũng cùng nằm trên một đường thẳng, nhưng lúc này trái đất sẽ nằm giữa như hình vẽ. Dưới ánh sáng mặt trời, trái đất sẽ tạo ra vùng bóng tối và bóng nửa tối phía sau nó. Nếu mặt trăng đi vào vùng bóng tối của trái đất, ta sẽ thấy mặt trăng bị che khuất hoàn toàn, không được mặt trời chiếu sáng. Lúc này đứng trên trái đất, ta thấy hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Trường hợp nếu mặt trăng nằm trên ranh giới giữa vùng bóng tối và bóng nửa tối, như vị trí mũi tên màu đỏ, lúc này mặt trăng bị trái đất che khuất một phần. Do vậy, đứng trên trái đất, ta thấy hiện tượng nguyệt thực một phần. Vậy, nguyệt thực là hiện tượng mặt trăng tròn ban đêm bị trái đất dần che khuất
không được mặt trời chiếu sáng. Các em cùng quan sát các giai đoạn nguyệt thực của mặt trăng. Lúc nguyệt thực toàn phần, mặt trăng sẽ có màu đỏ tối. Vậy là ta vừa tìm hiểu xong hiện tượng nguyệt thực và nhật thực. Đây là ứng dụng tính chất truyền thẳng của ánh sáng. Ta sẽ tìm hiểu một tính chất quan trọng khác của ánh sáng, đó là sự phản xạ. Ta tìm hiểu sang phần 3 lớn, định luật phản xạ ánh sáng. Trước hết, ta sẽ tìm hiểu thế nào là phản xạ ánh sáng. Một nhỏ hiện tượng phản xạ ánh sáng. Trong thực tế, khi quan sát một số bề mặt như mặt hồ, mặt kính, gương, gạch men, em sẽ thấy một số vùng sáng chói như hình minh họa, mà nguyên nhân là do ánh sáng khi truyền đến các bề mặt này bị hắt lại đến mắt ta. Hay các nhiếp ảnh gia thường sử dụng các tấm hắt sáng để điều khiển ánh sáng trong lúc chụp ảnh, vì khi ánh sáng chiếu đến các tấm này sẽ bị hắt lại. Người ta chỉ cần điều chỉnh vị trí của tấm hắt sáng là có thể điều khiển được ánh sáng chiếu đến nơi mong muốn. Đây chính là hiện tượng phản xạ ánh sáng. Vậy, hiện tượng ánh sáng chiếu đến các bề mặt phẳng như gương phẳng, mặt nước, gạch men, v.v. và bị hắt trở lại gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. Ví dụ cụ thể khi ánh sáng chiếu đến một gương phẳng và bị hắt lại, thì ta gọi các tia sáng chiếu đến gương là tia tới. Còn tia sáng từ gương hắt ra gọi là tia phản xạ. Ta sang phần 2, định luật phản xạ ánh sáng. Ta vẽ được hình minh họa cho hiện tượng phản xạ ánh sáng như sau. Đầu tiên, vẽ một gương phẳng. Nó đơn giản chỉ là một đường thẳng và có các gạch nhỏ bên dưới. Mặt phía trên sẽ là mặt phản xạ ánh sáng. Tiếp theo, ta vẽ một tia sáng chiếu đến gương. Tia này là tia tới, đặt là tia SI, và Y là điểm tới. Tại Y, ta dựng đoạn thẳng NI vuông góc với gương. Đoạn thẳng này gọi là pháp tuyến của gương tại điểm tới Y. Góc tạo bởi tia tới SI và pháp tuyến NI gọi là góc tới. Ta đặt là góc Y nhỏ. Để vẽ tia phản xạ, các em quan sát video thí nghiệm sau. Trong thí nghiệm này, ta sẽ đặt gương sao cho vạch số 0 của thước đo độ vuông góc với mặt gương. Vậy vạch số 0 này chính là pháp tuyến NI. Ta thấy được hai điều như sau. Thứ nhất, tia tới và tia phản xạ cùng nằm trên mặt thước. Thứ hai, tia tới hợp với pháp tuyến một góc bằng 40 độ. Và tia phản xạ cũng hợp với pháp tuyến một góc bằng 40 độ. Trở lại phần vẽ hình. Tới đây, ta vẽ tia phản xạ IR từ gương hướng ra. Sao cho tia này hợp với pháp tuyến một góc Y phẩy bằng góc tới Y. Góc Y phẩy này gọi là góc phản xạ. Từ đây, ta có định luật phản xạ ánh sáng như sau. Thứ nhất, tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới. Thứ hai, góc phản xạ bằng góc tới, tức là Y bằng Y phẩy. Câu này có nghĩa là nếu góc tới bằng bao nhiêu độ, thì góc phản xạ sẽ bằng bấy nhiêu độ. Ví dụ, nếu góc tới Y bằng 30 độ, thì góc phản xạ Y phẩy cũng bằng 30 độ. Hoặc nếu góc tới Y bằng 50 độ, thì góc phản xạ Y phẩy cũng bằng 50 độ. Vậy là cô vừa hướng dẫn các em tìm hiểu xong phần lý thuyết, ta sang phần vận dụng. Câu 1. Hình H3.16 mô tả việc quan sát hiện tượng nhật thực đang xảy ra. Hình ảnh này cho biết mặt đất nơi những người đang đứng quan sát nhật thực. A. Ở trong vùng bóng tối của mặt trăng.
B. Ở trong vùng bóng nửa tối của mặt trăng. C. Ở ngoài vùng bóng nửa tối của mặt trăng. D. Ở một nơi trên nửa trái đất đang là ban đêm. Ở đây các em sẽ đọc và chọn một đáp án đúng nhất. Để làm được câu này, các em quan sát vào hình ảnh. Người này đang nhìn thấy được hiện tượng nhật thực một phần. Vậy nghĩa là người này đang đứng trong vùng bóng nửa tối của mặt trăng. Vậy ở đây ta sẽ chọn đáp án B. Câu 2. Chiếu một tia tới SI tới mặt gương phẳng, sao cho góc tới bằng 30 độ. Ta thu được tia phản xạ IR. Câu A vẽ hình. Câu B tính góc phản xạ. Câu C tính góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ. Ta làm câu A vẽ hình. Các bước vẽ hình như sau. Bước 1, các em vẽ gương phẳng. Bước 2, em vẽ pháp tuyến NI. Bước 3, em vẽ tia tới SI. Sao cho góc Y bằng 30 độ. Chỗ này các em dùng thước đo góc để vẽ. Bước 4, các em vẽ tia phản xạ sao cho góc Y phẩy bằng góc Y. Câu B tính góc phản xạ. Vậy thì dựa vào định luật phản xạ ánh sáng ta có góc phản xạ Y phẩy bằng góc tới Y bằng 30 độ. Vậy góc phản xạ bằng 30 độ. Câu C tính góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ. Dựa vào hình vẽ ta thấy rằng tia tới SI hợp với tia phản xạ IR. Một góc là góc SIR. Vậy góc SIR này chính là bằng tổng của góc tới Y và góc phản xạ Y phẩy. Ta làm như sau. Góc SIR bằng Y cộng Y phẩy, tức là bằng 30 cộng 30 bằng 60 độ. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Chúc các em học tốt!